Chị có mày đây nè Nhi. Đó rồi, đủ luôn rồi. Trời ơi, ngồi gần đi, để lấy hơi. Thôi gì vậy, xếp 5 miếng ờ đó. Các bạn nghe ngoài bánh đồ nghe. Nghe bà Tiền nè, gặp ông Thiện xong rồi thấy hả? Trai để mình nhìn. Thấy thấy ông Thành Thiện à? Ông Thành cũng Thiện cái ớn luôn á. Cái bữa mặn á thì đi mua tàu hủ nha, còn bữa chai thì đi mua thịt nha. Ừ rồi, nó thật quá. Anh Điện à, nó nói chuyện quá tặng. Thấy ăn chay không phải là tu. Bay quá nó cười. Xin chào các bạn nha các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay á mấy chị em mình á đi lại nhà chơi nè các bạn. Đó. Bữa nay mình nấu lẩu thập cẩm ăn nha các bạn. Mình mời các bạn cùng vào ăn với mình nha. Đi vô chị ơi. Chào nè. Chị Tiền vô. Chào. Chào. Không gà chỉ lên cũng mấy clip rồi đó. Thì tới nước ngoài luôn đấy. Rồi quay đi. Rồi. Cá nhiều lắm nha. Dở lên ngon hết rồi. Xả luôn. Quay lên. Hello. Đó này. Trời đất ơi. Trời lên. Con mẹ. Sao bữa con nói. Thôi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi. Thì dĩa rào thì không thèm á. Dĩa rào không? Lên bữa dìm chị có là bắp cải là mua thôi còn á còn ống này còn ống nè nè còn ống này nè là nãy em cũng thấy phải đó rau cần mình cũng ở nhà luôn anh xin anh còn phải hỏi người ta còn này em đâu có hỏi đâu em ra em thấy đại luôn ở nhà em đó ra đó là nãy giờ luôn đậu bắp ở nhà luôn ngoại đó thấy có cái nè nó hai đứa bữa nay được hai em nhỏ. Hello bà. Hello. 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 Con cũng cười đi, con cũng cười coi. Cười cho Nhi cho lên ra. Rồi vậy ăn đi. Nãy nhậu với bà Đặng chứ ai. Uống đậm đi. Mấy chén xếp ba xì. Ăn không nhiều thì ăn ít mày. Làm hai ly nước xong có đây nãy giờ ăn chứ sống ăn rồi. Trời tắm rồi tính ngủ rồi. Rồi. Vô, thôi mời cả nhà. Vô. Cả nhà. Mời cả nhà vô. Vô 2, 3, vô rồi mình cùng nước đi ạ nước vô 2, 3, vô 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 nước to mà ba lấy cụm vô nè này 2, 3, vô tôi qua đây tôi ngồi gần chút thôi chị ngồi gần chút xếp ra đây anh có vô dạ cặp bờ kinh bên tay phải đó không phải mà chạy vô cái kinh mà dưới kinh mà chạy mà đụng cái cầu ngang kinh lớn phải không mày bỏ cái cầu ngang kinh lớn mà chạy lên có cái ngã ba bên tay phải luôn cái ngã ba cặp bờ kinh đó con lên phim liền luôn ơi con lên phim liền luôn con nổi nhất luôn á con mặc đồ màu đỏ con nổi dữ lắm luôn mà nó ngu cái kiểu mà nó thẳng một đường một đi không thì qua cầu đó có con ngã ba bao nhiêu đây qua cầu đó có ngã ba mới chạy thẳng lên đường này ở đây nè ở ngoài này nè sát bên hôm đó hỏi xài ba cây luôn đó nhỏ này nó rủ đi nó biết chứ cũng không biết ông Tấn ông đi tới ngay cống rồi ông vô đây cũng tí xíu chứ gì ông Tấn em nè chu cái mỏ đi hồi nãy chu đó hồi nãy tao không bấm máy chu tự nhiên tao cầm cái máy thắng chu vô họ thấy cái gì máy lên xe đem đi ăn luôn cái gì vậy? Cái gì chở gì cái gì
chó hả? Ông tính này sao ông dở với người ta? Cái đường này mà chỉ ông hoài ông mới vô. Nó cái gì mèo hả? Cày hả? Còn bốn cặp. Có bà giá hỏi cái đường này nào ta giả vậy? Kỹ sư là biết liền à? Còn có một, đừng có quay, đừng quay tôi. Vậy bà tiền mà nó thay nhà ông mọi ngọn thanh sáng vậy đi nhận chó gì? Đi nhận ở đâu mặt kìa? Quay, đi mình nói luôn luôn á. Ông nói ông cự quay sang nó đi. Phải đừng có quay, đừng có quay ông đó. Quay lên đó giỡn quấn sợ quay vậy. Dạ, mà điều sao? Vàng ơi ăn đi mấy anh với chị ơi. Quay lại con, quay lại, quay lại nhìn kìa. Kêu nó, kêu nó, kêu nó, kêu nó tốt. Mình phải theo nó chứ giờ nó đâu có theo mình. Lát nữa mình ra mình quay bầu đi. Kéo lại cỡ là bầu bầu tường cho cái em bé nè. Ăn đi bà Lan. Ồ ừ, giữa bún này ăn tới kèo không hết luôn á. Ăn từng sao mất á. Chia ra mình ăn bên này còn chị ăn hết bữa bên đó. Anh nhìn chị này nhìn giống như Mỹ Lệ hả? Ừ. Nhà bà ở nhà cũ ở ngoài đình đó, đình đường ăn á. Đâu? Mỹ Lệ nè. Mỹ Lệ ở bên. Cho bà ngoại. Đi đi, cậu ra ngoài đó. Đang quay dèo dèo với gặp ổng. Đang quay dèo dèo với gặp ổng nhớ chật lại cái dùm gõ liền. Nhớ là ổng lại đắng kìa. Thấy mày để cái chân. Nè đi lại đắng rồi với mơn đắng kìa. Quá vui luôn. Bữa nay quá đông người vui luôn. Không có đợi té đưa cái điện thoại đó tao quên. Đâu cái nấu vô hắn bà coi. Xin chào. Chào. Kìa nó đòi bà kìa. Miếu, miếu. Cắt tao mượn chung. Bà mới xuống đi. Bà mới chồng bà xuống đi. Ừ, giờ mới ổng nằm ngủ rồi. Ông nào gì để lên 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 một giờ. Để vô dựa vô ca. Biết sao cái đồ gác mấy ông xỉn rồi. Cái này ông cầm hồi thế nào cũng lật dùng. Gớt cái điện thoại cái là nhốt cái gục. Em bị gớt hoài mấy ông gớt tới dưới đất luôn á. Về hai chồng tối nay làm cục đi. Trên mạng có bà anh nói à đẻ đó. Chỉ đẻ được đó. Lấy gì cũng đẻ. Hay biết. Nó vào cái vụ đó không biết à. Không tin à. Ha. Lấy gì đẻ. Ngủ đêm không à sao đẻ được. Đẻ cứ tự nhiên đẻ được. Hướng chỗ nam đẻ hả? Biết đâu. Nói không tin đâu. Nhiều khi... Ủa,